Bầu Hiển và câu chuyện biến TNT trở thành tập đoàn kinh tế sừng sỏ tại Việt Nam. Là tập đoàn kinh tế lớn tại Việt Nam, TNT Group gắn liền với tên tuổi của Đỗ Quang Hiển, người thường được nhắc đến với cái tên là Bầu Hiển. Xuất phát từ đơn vị kinh doanh điện tử xe máy, TNT Group đã vượt qua khó khăn ban đầu và từng bước chuyển mình để mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực như ngân hàng, bất động sản. Đặc biệt khi nhắc tới TNT, người ta không thể không nhắc tới bóng đá, lĩnh vực mà Bầu Hiển đã không tiếc tiền đầu tư. Ước vọng của Bầu Hiển. Ông Đỗ Quang Hiển sinh ngày 29 tháng 10 năm 1962 tại Hà Nội. Dù đang hoạt động trong lĩnh vực tài chính, nhưng ông lại từng có ước mơ trở thành giáo sư, viện sĩ. Ông kể rằng, khi còn là học sinh, tôi thần tượng các giảng viên đại học, nên luôn ước mơ sau này sẽ trở thành một nhà nghiên cứu, một giảng viên, giáo sư với nhiều bằng sáng chế khoa học. Vì thế, khi kết thúc phổ thông trung học hệ 10 năm, tôi thi vào khoa vật lý của Đại học Tổng hợp. Nhưng khi có kết quả thi, tôi rất bất ngờ bởi cái tên Đỗ Quang Hiển lại nằm trong danh sách khoa kinh tế chính trị. Lúc đó, ông Hiển tỏ ra hoang mang, đem chuyện này về nói với bố. Thế là hai bố con đến trường gặp các thầy để hỏi. Thầy giáo cười tươi và bảo rằng vào được khoa kinh tế chính trị là rất tốt, vì đây là khoa mới thành lập và phải học rất giỏi, lý lịch tốt thì mới có thể vào được. Khi nghe thầy nói như thế, ông Hiển vẫn không đồng ý vì điều này không đúng với ước mơ của mình và quả quyết nếu không học khoa lý thì sẽ không đi học nữa. Thuyết phục không được, trường trả ông về khoa lý theo đúng nguyện vọng. Năm 1987, sau khi tốt nghiệp khoa vật lý, Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông Hiển về công tác tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia. Được Viện tín nhiệm giao cho nhiều nhiệm vụ, ông có cơ hội được đi học tập, nghiên cứu, làm việc ở nhiều nước và tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Trong số các nước đã tới học tập và nghiên cứu, ông Hiển đặc biệt ấn tượng với Nhật. Ông đã tiếp xúc với nhiều đối tác là các tập đoàn lớn như Panasonic, Mitsubishi và rất ngưỡng mộ cách làm ăn của họ. Sau này, ông biết được các đại gia ấy đang muốn tìm đối tác phân phối độc quyền các mặt hàng gia dụng như điều hòa, tủ lạnh, TV, máy sấy tóc ở phía Bắc Việt Nam. Thế là ông nghĩ mình có thể làm được. TNT và những năm tháng thăng trầm. Và năm 1993, ông Hiển bắt đầu sự nghiệp kinh doanh riêng bằng việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ và thương mại TNT, chuyên kinh doanh các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, thiết bị văn phòng, thiết bị viễn thông. Ông Hiển kể rằng, 3 năm đầu làm ăn khá thuận lợi, TNT trở thành nhà phân phối độc quyền các sản phẩm điện tử, điện lạnh của các thương hiệu nổi tiếng Nhật Bản. Cửa hàng về bao nhiêu bán hết từng đó, doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng nhanh chóng. Nhưng kể từ năm 1995 đến 1998, công ty rơi vào khủng hoảng. Theo lời của vị chủ tịch TNT, thì năm 1998, thị trường Việt Nam bị tuồn vào khối lượng rất lớn hàng điện tử, điện lạnh, dưới dạng trốn thuế, lách thuế và bán giá rất là rẻ. Sản phẩm của TNT nhập chính ngạch và nộp thuế đầy đủ, lên tới 60%, nên giá thành không thể cạnh tranh. TNT và rất nhiều đơn vị kinh doanh hàng điện tử tại Việt Nam cùng chung số phận là không bán được hàng và rơi vào làm ăn sa sút. Nợ thuế của TNT lên tới 7 tỷ đồng, một khoản tiền vô cùng lớn của thời bấy giờ. Ông Hiển nói, một tờ báo thậm chí đã đưa tôi lên trang nhất với cái tựa đề đầy chua chát, chúa chổm. Rất may sau đó thì hải quan và thuế vụ đã xuống tận nơi xác nhận việc nợ thuế của công ty là do hàng còn tồn kho, tất cả hàng đều có đủ giấy tờ pháp lý và có giá trị lớn. Thời gian khủng hoảng kéo dài 3 năm, TNT đang từ số 1 trở nên trắng tay với gánh nặng nợ thuế và áp lực vô cùng. Trước hoàn cảnh đó, ông Hiển vẫn cố gắng chu cấp cho nhân viên đầy đủ, khuyến khích họ chuyển qua công ty khác làm việc. Bản thân ông phải chạy vạy khắp nơi để tìm cách xử lý, giải quyết hàng tồn kho, trả nợ thuế và định hướng kinh doanh mới. Rồi khó khăn cũng qua đi, rồi cơ hội mới lại mở ra. Khi TNT đã trở lại vững vàng trên thị trường điện tử, điện lạnh, ông bắt đầu tính chuyện tấn công sang thị trường xe máy, với dự liệu đây là một mảng thị trường nhiều tiềm năng, sắp bùng nổ sau chủ trương nội địa hóa của chính phủ. Chẳng bao lâu sau, đầu tư vào mảng lắp ráp xe máy nhanh chóng trở thành cơn sốt của gần 60 doanh nghiệp. Một miếng bánh có quá nhiều người giằng xé đã khiến cho việc kinh doanh của TNT gặp rất nhiều khó khăn. Cạnh tranh ở thị trường thành phố đã khó, nhưng ở các tỉnh lẻ cũng không sáng sủa hơn do sự đổ bộ ào ạt của các doanh nghiệp nước ngoài. Hàng sản xuất ra bị tồn động, trong khi những khoản chi cho lương nhân công, nguyên vật liệu, khấu hao hay máy móc vẫn tiếp tục phải duy trì. Dù khó khăn liên tiếp ập đến nhưng ông Hiển vẫn lạc quan. Tôi thích làm những việc người khác cho là không thể và phải đi tới cùng. Tôi nghĩ, lúc khởi sự cả vốn và kinh nghiệm của mình đều yếu mà còn làm được. Huống hồ khi đã đứng vững rồi mà gục ngã thì buồn lắm.
Tiền bạc mất sẽ kiếm lại được, nhưng uy tín của TNT trên thị trường thì không thể bị lu mờ. Ông rà soát lại quy trình đầu tư, nhận ra có quá nhiều điểm bất ổn. Kết hợp với những thương vụ không thành trong quá khứ, ông nghĩ nếu chỉ làm thương mại, tức bán hàng mà không sản xuất, thì chẳng những phải chấp nhận đầu vào với giá cao mà còn luôn bị động. Đó là tiền đề cho sự ra đời của nhà máy sản xuất linh kiện, động cơ và phụ tùng xe máy với quy mô trên 80% là của riêng TNT tại Hưng Yên, số vốn đầu tư lên tới 50 triệu đô la khi ấy. Và nước cờ đó đã đưa TNT vượt qua giông bão, tạo công ăn việc làm cho hơn 2.000 lao động. Ngã rẽ cùng ngành ngân hàng. TNT của ông Hiển càng ngày càng làm ăn khấm khá sau giai đoạn khó khăn. Năm 2006, ông bắt tay vào kinh doanh một lĩnh vực hoàn toàn mới, đó là tài chính ngân hàng, với cái tên Ngân hàng Nông thôn Nhân ái. Ông kể rằng, thị trường khi ấy hầu như không ai biết đó là ngân hàng gì vì quy mô quá bé. Nhưng ngay sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động, đổi tên thành SHB, chuyển trụ sở từ Cần Thơ ra Hà Nội, niêm yết cổ phiếu lên sàn, SHB được thị trường ghi nhận và đánh giá như một ngân hàng năng động, có tốc độ phát triển thần tốc nhưng minh bạch, hiệu quả, an toàn và bền vững. Từ một ngân hàng chỉ có 400 triệu đồng vốn điều lệ, 8 nhân viên nghiệp vụ lúc thành lập năm 1993, sau đó trải qua giai đoạn tái cấu trúc khi sáp nhập Habubank rồi đến Thủy sản Bình An, nay SHB đã trở thành một trong 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất của Việt Nam. Tính đến thời điểm 30 tháng 9 2017, tổng tài sản của SHB đạt hơn 265.300 tỷ đồng, vốn điều lệ hơn 11.196 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.330 tỷ đồng. Ngoài hai ngân hàng con 100% vốn tại Lào và Campuchia, SHB còn đang chuẩn bị kế hoạch khai trương một văn phòng đại diện tại Myanmar. Ngoài SHB và TNT, ông Hiển hiện còn là chủ tịch hội đồng quản trị công ty chứng khoán SHS, chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Hà Nội. Chính bởi khả năng quản trị ngân hàng mà ông Hiển đã được Enterprise Asia trao tặng giải thưởng doanh nhân châu Á 2017, là doanh nhân duy nhất trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ở Việt Nam được APEA xướng tên dịp này. Đầu tư đa lĩnh vực. Trong hành trình hơn 20 năm của TNT Group, không thể không nhắc tới lĩnh vực thể thao. Năm 2006, TNT thành lập câu lạc bộ Hà Nội TNT, tiền thân của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội hiện nay. Được đầu tư bài bản, câu lạc bộ liên tục thăng hạng, góp mặt vào giải đấu V-League và vô địch các năm 2010, 2013, 2016, 2018, đồng thời đóng góp nhiều nhân sự chủ chốt vào đội hình của đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, ngân hàng SHB của ông Hiển cũng đầu tư cho đội bóng SHB Đà Nẵng. Có thời điểm hai con cưng của Bầu Hiển trở thành hai thế lực đáng gờm nhất tại V-League. Đến năm 2007, TNT chuyển đổi mô hình từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần, chính thức trở thành tập đoàn đa ngành nghề, đa quốc gia và đa lĩnh vực. Hoạt động kinh doanh của TNT Group hiện đã vươn tới các lĩnh vực chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm thông qua hoạt động đầu tư và là cổ đông chiến lược của các định chế tài chính như Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội SHS, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn Hà Nội SHF, Tổng Công ty Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội BSH. Trong lĩnh vực bất động sản, TNT chuyển đổi mô hình từ công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư bất động sản TNT thành Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp TNT, TNT Land, trực tiếp đầu tư và là chủ đầu tư nhiều dự án lớn với các loại hình trung tâm thương mại, văn phòng, khu du lịch, sinh thái biển và trong thành phố, nhà ở căn hộ, biệt thự tại các tỉnh thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Trong giai đoạn 2009-2016, TNT tham gia hoạt động cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, đầu tư mua cổ phần và trở thành cổ đông lớn, tham gia lập chiến lược quản trị của nhiều tổng công ty, công ty trong các lĩnh vực công nghiệp sản xuất, lâm nghiệp, nông nghiệp và thực phẩm tiêu dùng, cảng biển, logistics và hạ tầng giao thông, thương mại xuất nhập khẩu, bán lẻ dịch vụ và đầu tư ra nước ngoài, y tế, giáo dục và thể thao. Điển hình của các hoạt động này là việc TNT Group trở thành cổ đông lớn của Bệnh viện Giao thông Vận tải và Cảng Quảng Ninh. Tiếp tục bứt phá thành công. Trong những năm gần đây, TNT Group liên tục phát triển, tăng vốn điều lệ lên đến 15.000 tỷ đồng nhằm mở rộng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động. Và hiện là tập đoàn kinh tế lớn với hơn 60 công ty con, công ty thành viên, công ty liên doanh liên kết, mở rộng đầu tư sang nhiều lĩnh vực mới như bán lẻ hàng tiêu dùng, phát triển nông nghiệp, khai thác khoáng sản. Hiện TNT Group không chỉ ở trong nước mà còn mở rộng hoạt động tại các nước như là Mỹ, Đức, Nga, Singapore. Từ 2017 đến 2018 được đánh giá là 2 năm bứt phá của TNT Group
khi liên tục bắt tay với một loạt đại gia sừng sỏ trên thế giới để hiện thực hóa mục tiêu trở thành tập đoàn đa lĩnh vực, khẳng định vị thế tên tuổi trên thị trường quốc tế. Đó là cái bắt tay với Bouygues của Pháp để xây dựng hạ tầng, với Food City của Nga để phát triển nông nghiệp, với Bocalis của Hà Lan để phát triển cảng biển, hay ký kết với Hiệp hội Hontanet của Úc để phát triển năng lượng tái tạo, dệt may công nghiệp. TNT Group nhận giải doanh nghiệp có tốc độ phát triển nhanh nhất Việt Nam năm 2018 khi đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Fast 500. Ông Hiển chia sẻ rằng, hợp tác với tập đoàn nước ngoài lợi nhuận sẽ ít đi, nhưng đất nước sẽ có thêm nhiều dự án lớn, bền vững, chất lượng xứng tầm thế giới. Với doanh nghiệp, cái được là kinh nghiệm quản trị, năng lực điều hành chuyên nghiệp sẽ được tích lũy. Đây là con đường phát triển ngắn nhất, nhanh nhất, nhưng cũng bền vững và hiệu quả nhất mà chúng tôi đang theo đuổi. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha!